Xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo, em lại tiếp tục về được những lô đẩy, khủng toàn hàng mã LA nhé. Vâng, đây là những mã LA 600 cộng trong hình thức là vẫn còn nguyên chất bãi nhé, chưa lau chùi vệ sinh một chút nào, và về mặt mũi trông rất đẹp nhé. Những dòng LA 800 cũng có. Đây, trong này có LA 400 cộng. Vâng. Xen lẫn vào những chiếc đẩy LA 650 và với những chiếc đẩy M600. Và những chiếc PA 300, PA 400 và những chiếc đẩy rất khủng. Có những chiếc PA 1008. Vâng. Và rất nhiều các mã của dòng LA. Đa số là dòng LA rất nhiều. Bởi vì những dòng LA máy chạy rất thuần và tiếng rất sạch sẽ, rất hay. Đây, có cả những chiếc LA 1.8. Với những toàn những chiếc đẩy hàng thương hiệu, cực thương hiệu luôn. Đây, với những chiếc đẩy mà chạy vượt thời gian, bền, độ bền bỉ thì quá tuyệt vời rồi. Đây ạ, với lô đẩy này rất xinh, là khủng. Em về đến khoảng 100 con đẩy. Đây ạ, mời các bác chiêm ngưỡng những lô đẩy của em. Đây ạ, rất đẹp nhé. Với những chiếc đẩy có mã PA này, với chiều sâu cũng rất chi là sâu. Bởi vì phần nội tạng của nó thì ruột gan của nó rất chi là dày đặc luôn. Và các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để những video tiếp theo em sẽ giới thiệu về nội tạng của tất cả các dòng đẩy. Vâng, đây là ghé qua bên này. Bên này cũng các dòng đẩy và thuộc cả dòng máy LA. Đây là những chiếc LA 400 cộng. Đây ạ, có cả những chiếc máy LA 800 nhé. Với lô đẩy này chiếm đa phần là những dòng máy LA cộng, rất nhiều những dòng máy LA cộng. Ở đây là máy LA 400 này. Các bác đang tháo ra để cho các bác xem về sơ qua một tí nội tạng của dòng máy LA 400. Dòng máy LA 400 này nó cũng gần giống về những dòng máy LA 600 thường. Đây là máy 400 nhé, nội tạng của máy 400 thì là nó cũng gần là giống đời máy LA 400 trước, nhưng mà nó sẽ được cải tiến hơn một chút thôi. Về ruột gan là cũng rất chi là sạch sẽ nhá, phần vệ sinh sơ qua thì các bác sẽ dùng được luôn. Với bộ nguồn rất đẹp nhá, nguồn đồng xịn nhá, rất chi là khủng nhá. Phần vỉ nguồn rất chi là đẹp. Ở đây, đây là những vẫn những chồng đẩy tiếp theo, toàn là về LA. Đây, đây có cả những dòng máy LA 400 thường nhé. Với LA 400 thường với mặt nhôm, đen. Nhưng với dòng máy LA 400 cộng thì nó trắng sủa hơn, mặt trắng và điểm lớn những phần điểm xanh trông rất chi là mềm mại, rất chi là bắt mắt. Và đây là những cặp B3.
8i, hàng này hàng của Đức nha các bác nhé. Chiếc loa tăng lời rất chi là nhiều. Bên em lại về một cái trong những kiện hàng là về thêm những dòng loa của Italia sản xuất tại bên Trung Quốc. Nó là những dòng loa tăng lời nhá, sở hữu bass 20 và thép kèm. Dòng này mang ra chất âm rất sang tiếng. Vâng, rất nhiều đây, các bác lên tay ở đây cho được sở hữu những cặp loa tăng lời để chia là chất lượng. Sơ qua giới thiệu về những lô hàng của em. Với lô hàng này đa số là đẩy là nhiều. Bác có nhu cầu ra lô hàng hoặc số điện thoại 0963 101 38, nên em ra hàng toàn quốc. Các bác hãy ghé qua Facebook và Zalo cập nhật những mặt hàng bên em cung cấp bằng số điện thoại 0963 101 38. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Các bác hãy xem video tiếp theo.